Chào mừng các bạn đến với kênh Giao thông An toàn. Hãy đăng ký theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất nhé. Bài viết này, nên chọn mua ô tô máy dầu hay máy xăng? Khi chuẩn bị mua một chiếc ô tô, bên cạnh các yếu tố về giá thành và tính năng, thì việc lựa chọn mua xe động cơ máy dầu hay máy xăng cũng là băn khoăn của rất nhiều người. Bài viết này sẽ liệt kê một số ưu nhược điểm cơ bản của hai loại động cơ này để giúp bạn cân nhắc và đưa ra lựa chọn hợp lý phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng. Thứ nhất, điểm khác nhau cơ bản giữa động cơ dầu và động cơ xăng là động cơ dầu sử dụng nhiên liệu dầu, không có buji đánh lửa. Động cơ sinh công bằng cách ép nén hỗn hợp nhiên liệu, không khí trong lòng xi lanh. Động cơ xăng dùng nhiên liệu xăng, sinh công bằng cách buji đánh tia lửa điện, đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu, không khí trong lòng xi lanh. Thứ hai, ưu và nhược điểm của xe máy dầu. Ưu điểm: tiết kiệm. Thứ nhất, nguyên liệu dầu diesel có mức giá rẻ so với giá xăng. Thứ hai, trong quá trình vận hành, quá trình đốt cháy động cơ đối với máy dầu sẽ chậm hơn so với máy xăng. Do đó mà lượng tiêu thụ nhiên liệu đối với động cơ dầu cũng thấp hơn đáng kể so với động cơ xăng. Sức kéo tốt, vận hành bền bỉ trên mọi địa hình. Động cơ diesel thường sản sinh mô men xoắn cực đại cao hơn ngay ở giải vòng tua thấp, nên giúp cho xe có sức kéo lớn hơn. Hiệu suất động cơ diesel cũng lớn hơn tới 1,5 lần so với động cơ xăng. Vì vậy mà với những khách hàng có sở thích off-road hay thường xuyên phải chạy trên những địa hình hiểm trở hoặc chở hàng với trọng tải nặng, thì máy dầu sẽ là lựa chọn hợp lý nhất. An toàn. Xe chạy bằng máy dầu sẽ ít nguy hiểm hơn khi va chạm, bởi về bản chất, diesel không bốc cháy ở nhiệt độ bình thường, chỉ cháy trong điều kiện áp suất nhiệt độ cao. Do vậy sẽ ít gây nguy hiểm hơn so với động cơ xăng trong những trường hợp xảy ra va chạm. Ít hỏng vặt. Động cơ diesel không có bộ đánh lửa và bộ chế hòa khí nên ít hỏng vặt hơn, tiết kiệm chi phí sửa chữa. Nhược điểm. Trọng lượng nặng. Cùng một công suất nhưng động cơ diesel có khối lượng nặng hơn so với động cơ xăng. Tiếng ồn lớn. Các xe sử dụng động cơ diesel thường sẽ phát ra tiếng ồn mạnh hơn so với các xe sử dụng động cơ xăng do cơ chế hoạt động khác nhau. Tốc độ tăng tốc chậm hơn. Do nặng hơn, tỷ số nén cao hơn nên các động cơ diesel thường có giải vòng tua máy tối đa, redline, thấp hơn động cơ xăng, đồng nghĩa với việc máy diesel có mô men xoắn cao thay vì công suất cao, dẫn tới khả năng tăng tốc chậm hơn. Ô nhiễm môi trường. Động cơ diesel có xu hướng gây ô nhiễm môi trường lớn bởi lượng khí thải ra môi trường nhiều hơn động cơ xăng. Chi phí sửa chữa cao hơn. Do các chi tiết của hệ thống nhiên liệu như kim phun, bơm cao áp có thiết kế rất tinh vi và đòi hỏi độ chính xác rất cao, nên việc sửa chữa phải được thực hiện bởi các máy móc hiện đại, đắt tiền và tiến hành bởi thợ tay nghề cao, nên chi phí sửa chữa cao hơn. Thứ hai, ưu và nhược điểm của xe máy xăng. Ưu điểm: vận hành mượt mà êm ái. Đây là một ưu điểm đã được chứng minh khi trải nghiệm trên rất nhiều dòng xe hiện đang có mặt trên thị trường. Những chiếc xe chạy xăng thường vận hành êm ái và ít gây tiếng ồn động cơ hơn so với xe máy dầu. Khả năng tăng tốc vượt trội. Xe sử dụng động cơ xăng có thể đạt tốc độ lên đến 15.000 vòng trên phút, thời gian tăng tốc nhanh hơn so với xe sử dụng động cơ diesel. Thân thiện với môi trường. Xe máy xăng khi vận hành có lượng khí thải ra môi trường thấp hơn. Nhược điểm: tiêu tốn nhiên liệu. Xăng thường có mức giá cao hơn so với dầu diesel. Không những vậy, trong quá trình vận hành cũng đốt cháy nhiều nhiên liệu hơn so với xe sử dụng động cơ dầu. Khả năng an toàn kém hơn. Xăng dễ bốc cháy khi ở điều kiện nhiệt độ cao. Vì vậy, xe máy xăng sẽ có nguy cơ cháy nổ cao hơn khi xảy ra va chạm. Với mỗi ưu nhược điểm riêng của hai loại động cơ máy dầu và máy xăng sẽ có ý nghĩa rất quan trọng khi lựa chọn mua một chiếc xe ô tô mới. Trước khi đưa ra quyết định, hãy cân nhắc thật kỹ về mục đích, nhu cầu sử dụng và khả năng kinh tế của mình. Xe máy dầu sẽ thích hợp nhất đối với những chủ xe thường xuyên phải chạy đường dài, chở đông người hay chạy trên những địa hình phức tạp. Ngược lại, xe máy xăng lại phù hợp với những khách hàng đa phần chạy trong khu đô thị và khu dân cư. Bí quyết mua xe sang đã qua sử dụng. Những bí quyết mua xe ô tô hạng sang đã qua sử dụng sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí, dễ dàng thương lượng giá bán và hạn chế tối đa những phát sinh trong quá trình sử dụng xe. Nếu bạn đang muốn sở hữu những chiếc xe từ các thương hiệu sang trọng đẳng cấp thế giới,
nhưng vấn đề tài chính cần phải cân nhắc, thì một chiếc xe sang đã qua sử dụng với mức khấu hao vừa phải là một điều tuyệt vời phù hợp với bạn. Một chiếc xe sang trọng đắt tiền sẽ rớt giá rất nhiều khi phiên bản mới ra mắt sau vài năm, và chưa kể chủ sở hữu chiếc xe đầu tiên đã phải trả mức phí trước bạ khá lớn. Chỉ cần lựa chọn một chiếc xe có chất lượng tốt, đồng nghĩa với việc bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Bên cạnh đó, những chiếc xe hạng sang đầu bảng luôn được hoàn thiện với chất lượng tốt nhất và vẫn trông như mới sau nhiều năm sử dụng. Cho dù bạn lựa chọn bất kỳ chiếc xe hạng sang đã qua sử dụng từ thương hiệu nào, hãy ghi nhớ những điều sau đây để tự đưa ra các đánh giá và trải nghiệm khi tìm mua một chiếc xe. Chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc. Bí quyết mua xe sang đã qua sử dụng. Sử dụng máy đọc lỗi. Những chiếc xe hạng sang mà bạn đang xem xét là một loại máy móc công nghệ cao với nhiều bộ cảm biến, bộ điều khiển, máy tính và các mô đun liên lạc với nhau một cách liên lạc. Bất kỳ một đèn báo nào hiển thị trên táp lô cũng ảnh hưởng đến quá trình vận hành của xe. Hãy đem chiếc xe đến trung tâm bảo hành chính hãng để làm các bài kiểm tra, chẩn đoán kỹ thuật. Công đoạn sử dụng máy đọc lỗi khá rẻ, nhanh và có thể cung cấp thông tin về vô số các vấn đề có thể tiềm ẩn mà bạn không thể cảm nhận được. Hãy mua những chiếc xe đã được cập nhật. Những chiếc xe sang với hệ thống điều khiển và an toàn phức tạp thường được cập nhật, và quá trình cập nhật cũng cho phép phát hiện các lỗi trong hệ thống. Trước khi quyết định mua, hãy mang chiếc xe đến dịch vụ chính hãng để cập nhật phiên bản hệ thống. Điều này sẽ giúp bạn tránh được các rủi ro và sự cố trong quá trình sử dụng sau này. Tránh hệ thống treo khí nén. Các dòng xe cao cấp hàng đầu của các thương hiệu hạng sang thường được trang bị hệ thống treo khí nén để mang lại hành trình êm ái tối ưu nhất. Trong nhiều năm nghiên cứu về thị trường xe sang đã qua sử dụng, hầu như không có hệ thống treo khí nén nào mà không bị khách hàng phàn nàn. Có thể những tiện ích của hệ thống treo khí nén mang lại cực kỳ hấp dẫn, nhưng chi phí sửa chữa hệ thống cũng cực kỳ đắt đỏ. Hãy tránh xa các xe có hệ thống treo khí nén. Nếu quá yêu thích chiếc xe có hệ thống treo khí nén này, bạn nên cân nhắc mua thêm gói bảo hành gia hạn của hãng để bảo vệ túi tiền của bạn. Kiểm tra hệ thống điều khiển trung tâm. Có khả năng người chủ sở hữu trước đã làm đổ nước hay cà phê vào hệ thống điều khiển trung tâm và hệ thống bị chập chờn. Vì vậy, hãy kiểm tra thật kỹ trước khi đồng ý mua xe. Cho dù đó là iDriver của BMW, Command của Mercedes, MMI của Audi hay CUE của Cadillac, RTI của Lexus hay của bất kỳ thương hiệu nào khác, hãy kiểm tra bằng cách thực hiện mọi thao tác trên hệ thống như kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, thực hiện các cuộc gọi hoặc nhắn tin, mở nhạc, thử mọi nút bấm trên hệ thống và màn hình cảm ứng để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn đang hoạt động tốt. Nếu chiếc xe có phím điều khiển trung tâm, hãy xoay và lắc về mọi hướng và thay thế nếu cần thiết. Ngoài ra, vô lăng trên các dòng xe sang cũng được tích hợp rất nhiều phím chức năng và cả motor điều khiển vị trí vô lăng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu của sự chậm trễ hoặc sai lệch nào, bạn có thể bắt đầu thương lượng với chủ xe. Kiểm tra các phần được thay thế. Nhiều chủ xe sang luôn tìm cách thay đổi và nâng cấp chiếc xe theo ý của họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể mua được phụ tùng tốt. Nếu chiếc xe bạn đang nghiên cứu đang sử dụng linh kiện kém chất lượng thì cách tốt nhất là bỏ qua. Các nâng cấp thường được thấy trên các dòng xe sang như mâm lốp, hệ thống treo, vô lăng, hệ thống đèn, hệ thống điều khiển trung tâm, màn hình cảm ứng, hệ thống loa. Hãy cẩn thận với các phần được thay thế. Không phải các nâng cấp trên xe sang đã qua sử dụng đều thực sự hiệu quả và đảm bảo khả năng vận hành của xe. Việc nâng cấp động cơ hoặc hệ thống treo có thể phá hủy động cơ và ảnh hưởng đến khả năng xử lý của xe và chắc chắn sẽ gây mất bảo hành chính hãng. Nếu bạn đang cân nhắc tài chính khi mua một chiếc xe sang đã qua sử dụng, thì tốt nhất hãy tìm một chiếc xe nguyên bản. Kiểm tra hệ thống điện và ắc quy. Một chiếc xe muốn vận hành đều phải thông qua hệ thống điện và ắc quy, và một chiếc xe sang với nhiều trang thiết bị phức tạp lại càng phụ thuộc hơn nữa. Nếu chiếc xe mà bạn đang nghiên cứu có một số vấn đề về hệ thống điện, nhất là ắc quy, cách tốt nhất là thay mới. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể có phương án tiết kiệm hơn là trang bị một bộ sạc kích bình nhỏ. Trong xe trang bị này, tuy rẻ nhưng sẽ rất hữu ích trong trường hợp xe không khởi động được. Thử mọi thứ. Khi bạn cân nhắc mua xe, đừng quá lo lắng khi thử xe trên đường. Bạn nên dành thời gian, có thể là 15 phút hoặc hơn, cố gắng sử dụng từng tính năng sang trọng, công nghệ cao
được trang bị cho chiếc xe. Chi phí phát sinh. Bạn có thể mua được chiếc xe sang mà bạn mơ ước, nhưng hãy tự hỏi liệu bạn có khả năng chi trả trong suốt thời gian sử dụng hay không. Hãy cân nhắc thêm các chi phí phát sinh. Xe sang thường tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn và yêu cầu nhiên liệu đắt tiền hơn. Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa đắt đỏ hơn rất nhiều so với xe bình dân, và những chi phí phát sinh đặc biệt khác cũng sẽ cao hơn rất nhiều.